cô này để có thể chia sẻ cho cả nhà về những cái bí kíp làm đẹp trong thời gian dạo gần đây của Hồng Anh. Dạo gần đây thì Hồng Anh công việc cũng khá là bận rộn này, đi quay này, làm MC truyền hình này. Thế nhưng mà Hồng Anh vẫn được các anh chị trong đoàn khen là có một làn da sáng đẹp cũng như là rạng ngời. Không hiểu là Hồng Anh dùng cái sản phẩm gì mà làn da của Hồng Anh dù là cái tần suất của Hồng Anh đi rất là nhiều nhưng vẫn là rất là trắng và mịn màng như thế này. Thì ngày hôm nay Hồng Anh quyết định là Hồng Anh sẽ chia sẻ cho cả nhà. Thì trong một đợt mà Hồng Anh đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh để Hồng Anh công tác thì Hồng Anh có gặp một cái vị bác sĩ da liễu, và cũng rất là may mắn thôi là vị bác sĩ da liễu này chia sẻ cho Hồng Anh là Hồng Anh nên dùng sản phẩm Finava để có thể cải thiện làn da. Và đây là một cái dòng sản phẩm rất là tốt cho làn da của các chị em, mình nên sử dụng ngay từ bây giờ để có thể giúp cho làn da của chúng ta được khỏe hơn và trắng sáng hơn. Thì Hồng Anh có tìm hiểu về cái dòng sản phẩm Finava này thì Hồng Anh biết được một điều là Finava thì có một cái hoạt chất rất là quý cả nhà, đó chính là hoạt chất glutathione. Đây là một cái hoạt chất quý mà không phải là dòng sản phẩm nào cũng có. Hồng Anh có tìm hiểu trên thị trường này, hầu như là các viên uống này hay các viên làm trắng da hay là các sản phẩm làm đẹp thì đều không có cái hoạt chất này. Và cả nhà có thể search trên mạng hoạt chất glutathione là hoạt chất gì. Đây là một cái hoạt chất siêu mạnh mẽ về làm trắng da và chống lão hóa cho làn da. Đây là một cái dòng sản phẩm mà Hồng Anh nghĩ rằng là các chị em ở tuổi 30 thì nên có một cái dòng sản phẩm làm đẹp như thế này ở trong tay để cho chúng ta có thể tự tin hơn, rạng rỡ hơn nhờ cái làn da đẹp của mình. Ngoài cái hoạt chất glutathione thì trong cái dòng sản phẩm Finava này nó còn có cả tinh chất nhau thai cừu và sữa ong chúa nữa cả nhà. Cả nhà có thể nhìn thấy là nhau thai cừu thì có rất là nhiều vitamin E này, có rất là nhiều cái tinh chất melanin này, hay là những cái hoạt chất quý ở trong cái nhau thai cừu, đúng không ạ? Người ta thường sử dụng là nhau thai cừu để làm đẹp, hay là sữa ong chúa để giúp cho làn da được đẹp hơn, để có thể chống được lão hóa, để có thể giúp được cho làn da căng mọng hơn. Thì đây chính là bộ ba tam giác vàng giúp cho cái làn da của chị em chúng ta luôn luôn được đẹp và luôn luôn được căng mọng, tràn đầy sức sống. Thì Hồng Anh nghĩ là cái Finava này cũng rất là tiện dụng thôi cả nhà. Thì đối với cái dòng sản phẩm này thì Hồng Anh sẽ bỏ ra để cho cả nhà cùng xem. Thì cái dòng sản phẩm này nhé cả nhà nhá, là cái viên này là cái viên bôi cả nhà. Đây là cái viên tinh chất bôi. Thì một ngày thì chúng ta có thể sử dụng được 2 lần. Mình nên sử dụng vào buổi sáng và buổi tối để giúp cho làn da của chúng ta được đẹp nhất có thể, được tràn đầy sức sống nhất có thể. Thì Hồng Anh nghĩ là một cái hộp này thì chúng ta có thể sử dụng trong vòng 2 tuần. Và cái giá của em nó thì cũng rất là hợp lý cả nhà. Cái giá của em nó là chỉ có 890.000 đồng cho một cái liệu trình 2 tuần như thế này thôi. Thế nhưng mà để mà một cái làn da mà nó nổi bật, mà nó kiểu như là nó thay đổi tức thì ấy, thì Hồng Anh khuyên là cả nhà nên sử dụng trong vòng 2 tháng cả nhà nhá. 2 tháng thì cái làn da của mình nó sẽ thay đổi một cái cách nhanh chóng và khiến cho cái làn da của chúng ta được trẻ hóa hơn rất là nhiều. Thì đây Hồng Anh bây giờ Hồng Anh sẽ test ra cho cả nhà cùng nhìn thấy nhá. Thì cái dòng sản phẩm này thì chúng ta nên bẻ đầu nó ra. Đây Hồng Anh cắn đầu để có thể bẻ cho dễ. Đây Hồng Anh sẽ bôi lên da nhá. Đây là dòng sản phẩm mà Hồng Anh mà y tế cực kỳ khuyên mọi người dùng luôn cả nhà. Mọi người nên dùng để có một làn da đẹp. Đây Hồng Anh sẽ bôi lên da. Đó. Đây, cả nhà có thể nhìn thấy không? Là khi bôi lên em nó thì cảm giác làn da căng bóng ngay lập tức nhá cả nhà nhá. Đấy. Đây cả nhà có thể bôi khắp mặt nhưng Hồng Anh sẽ so sánh đấy. Thì bôi lên là làn da căng bóng liền luôn cả nhà nha. Thì cái dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm mà y tế cũng khuyên là mọi người nên dùng để có một cái làn da đẹp. Và như cả nhà đã nhìn thấy đây ấy, thì em nó rất là bé và rất là nhỏ xinh thôi. Hồng Anh thì công việc cũng rất là nhiều, thế nên là đôi khi là Hồng Anh có hay quên về cái vấn đề là mình phải chăm sóc da. Thế nhưng mà cái viên Finava này rất là bé và đã rất là tiện dụng. Hồng Anh thường là Hồng Anh hay bỏ vào túi sách để Hồng Anh mang đi công tác hay là đi du lịch. Mỗi khi mà mình nghĩ là mình sẽ quên mang những cái đồ mà skin care cơ bản thì Hồng Anh chỉ cần sử dụng một viên Finava thôi là làn da của Hồng Anh đã lại đẹp rồi cả nhà. Và sau 2 tháng thì chúng ta có thể nhìn thấy được cái hiệu quả rõ rệt. Nên là Hồng Anh khuyên là chúng mình nên sử dụng cái liệu trình 2 tháng cả nhà nhá. Đó, thì đó là những cái mà Hồng Anh muốn chia sẻ với cả nhà trong cái thời gian vừa rồi. Hồng Anh đã sử dụng Finava trong một
thời gian khoảng tầm là hơn một tháng thôi, nhưng mà thực sự là làn da của mình thay đổi rõ rệt. Cả nhà có thể nhìn thấy là làn da của Hồng Anh rất là trắng và rất là sáng đúng không? Hồng Anh cũng cảm thấy là làn da của mình cũng có một cái sự đàn hồi hơn này, và nó cũng đã trẻ hóa hơn rất là nhiều. Thì Hồng Anh nghĩ là cả nhà nên sử dụng cái dòng sản phẩm Finava này để giữ được cho cái tuổi xuân của mình được lâu dài hơn và đẹp hơn. Những bạn nào mà muốn có một làn da đẹp như Hồng Anh thì hãy dính ngay dòng sản phẩm Finava về để có thể sử dụng nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn cả nhà đã xem hết video của Hồng Anh, và xin chào, hẹn gặp lại nha. Bye bye.